Năm 2019, có hơn 425.500 lượt kiều bào nhập cảnh qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Có 30.000 người Việt ở nước ngoài về thăm quê mỗi năm để tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Lượng kiều hối về thành phố là 5,6 tỷ USD. Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là địa phương thu hút lượng kiều hối lớn nhất cả nước. Trong những năm qua, cộng đồng kiều bào đã và đang là nguồn lực quan trọng góp phần vào phát triển chung của thành phố. Một phần nhờ vào nguồn kiều hối gửi về hàng năm, một phần là bà con kiều bào trực tiếp tham gia đầu tư kinh doanh, sản xuất. Đánh giá về vai trò của kiều bào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chính là cầu nối hữu hiệu cho việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các nước, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên thế giới. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chính là cái cầu nối hữu hiệu cho việc mở rộng cái quan hệ hợp tác quốc tế với các nước, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Điều này một lần nữa khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thành phố luôn ghi nhận và đánh giá cao những tình cảm, cái sự nỗ lực của kiều bào dù ở đâu làm gì thì trong trái tim của mỗi kiều bào đều dành những tình cảm tốt đẹp và chân thành cho quê hương, luôn đồng hành cùng với việc phát triển của đất nước và thành phố. Mỗi dịp Tết đến xuân về, những người con đất Việt ở khắp nơi trên thế giới ai nấy đều mang trong mình nỗi nhớ quê hương đất nước, nhớ không khí đầm ấm bên gia đình những ngày Tết đến xuân về. Đến hẹn lại lên, cứ khoảng rằm tháng Chạp 15 tháng 12 âm lịch, hàng nghìn người dân đổ về ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, đứng và ngồi chật kín chờ đón Việt Kiều về nước ăn Tết. Rất đông người có mặt tại sân bay để đón người thân ở nước ngoài về ăn Tết. Mọi người đều trong tâm trạng nôn nao và nóng lòng, không biết người thân của mình sau một năm thay đổi như thế nào. Thì đương nhiên là cái Tết thì ai cũng muốn là cái con cái của mình đó, cũng như là ông bà mình đó, về quê ăn Tết để xung họp cho vui vẻ này. Thì cái tâm lý thì ai cũng vui mà. Vui thì cũng hồ hổ phấn khởi. Vui nhưng mà cảm giác của mình đó thì mình cũng mong muốn cho nó mình gặp coi con cái mình nó làm sao ha, ông bà cũng như thế nào, khỏe mạnh rồi sao gì đó, có thay đổi gì không đó, đó là cái cảm giác của mình. Khoảnh khắc sum vầy bên người thân, chuẩn bị đón một cái Tết đầm ấm tại quê nhà là điều hạnh phúc của đại đa số bà con kiều bào sau khoảng thời gian bôn ba đời đất khách quê người. Rất là vui, tôi nghĩ đây là lần thứ ba mà tôi có dịp trở về thành phố công tác, và coi như là cũng nhằm cái dịp mà thành phố tổ chức coi như là mà mừng xuân đối với coi như là người Việt Nam ở nước ngoài. Thành ra tôi thấy đây một cái sự vui vui là tại vì tôi gặp rất nhiều người bạn của nhiều nước khác nhau, những người đầu tư, những chuyên gia, những coi như là tiến sĩ họ đang làm việc ở đây, mà đây là cơ hội để tôi về và gặp lại được với họ. Và một cái vui nữa là như tôi nói, đây là trong cái không khí của cái Tết cổ truyền của mình, thành ra là nó mang rất nhiều cái ý nghĩa rất là sâu đậm. Bao nhiêu năm rồi mình đến Việt Nam ăn Tết? Chắc 6 năm. Thì ăn Tết ở quê nhà mình thì nó gấp bội hơn là ở nước ngoài. Là vì ở Tây Phương đó thì y theo truyền thống của y là Tết của y. Còn mình là mình xin lỗi, Tết của Việt Nam mình nó khác nữa. Tất cả cái gì cũng vui vẻ. Với lại thấy quê hương mình, lúc nào mình về quê hương mình cũng cảm thấy là vui hơn ở nước ngoài. Có mới về chứ. Thì mình có kỳ vọng là trời thương mỗi năm thì mình được về đây để chung vui với bà con. Thì cô Việt Kiều ở Thái Lan, cô được về thăm quê hương thì nó xúc động, cảm động là được về quê hương đất tổ của ông bà cha mẹ mình ở đây. Theo ghi nhận, năm nay số lượng Việt Kiều về Việt Nam ăn Tết qua cảng Tân Sơn Nhất tăng vọt, mỗi ngày có khoảng 130.000 khách. Cảng vụ hàng không miền Nam dự kiến lượng hành khách qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong dịp Tết này là hơn 3,7 triệu người, tăng 5,95% so với cùng kỳ năm 2019.
thời gian cao điểm từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2, nhằm ngày 16 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng, có đến 25.329 lần máy bay hạ cất cánh, tăng 6,06%. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.